Chuỗi ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài hơn một tuần nay đã có dấu hiệu kết thúc khi đêm qua có một đợt không khí lạnh tràn về. Tuy nhiên điều này lại cho thấy là người dân thủ đô bây giờ phải trông chờ vào thời tiết mỗi khi muốn được thở sạch. Trong khi thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lại đang bị chính các cơ quan chức năng xem nhẹ hoặc thụ động trong quản lý. Chất lượng không khí liên tục hiển thị cảnh báo đỏ, tím, thậm chí là nâu. Ngưỡng cảnh báo cao nhất trong chuỗi ngày từ mùng 5 đến 13 tháng 11. Theo Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian gần đây, khu vực miền Bắc không mưa, độ ẩm không khí thấp, ban ngày trời nắng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao. Khoảng thời gian ghi nhận nồng độ PM2.5 tăng cao là lúc nửa đêm và đầu giờ sáng. Đó là các khoảng thời gian lặng gió và hiện tượng nghịch nhiệt dễ xảy ra. Vì vậy, các chất ô nhiễm, trong đó có bụi PM2.5 tích tụ trong không khí không thể phát tán lên cao và đi xa. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, lấy hiện tượng nghịch nhiệt để lý giải cho đợt ô nhiễm không khí những ngày gần đây chưa thực sự hợp lý. Nghịch nhiệt thì nó chỉ xảy ra một số giờ, thế nhưng với ví dụ như hiện nay thì ta thấy là liên tục cao trong cả ngày như thế, thành ra là tôi nghĩ rằng là cái hiện tượng nghịch nhiệt đấy nó không còn là cái mà để chúng ta có thể giải thích được về cái chuyện ô nhiễm tím gắt như hiện nay nữa. Thành ra là tôi nghĩ rằng là những cái chuyện như vậy là chúng ta phải hết sức chú ý, và đây là một cái trường hợp khá bất thường. Điểm đặc biệt của đợt ô nhiễm không khí lần này là ngoài Hà Nội, hầu khắp các tỉnh miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm điểm đo các tỉnh miền núi phía Bắc như Việt Trì, Tuyên Quang, Thái Nguyên, các địa phương ở đồng bằng sông Hồng như Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, hầu hết ở ngưỡng đỏ, xấp xỉ ngưỡng tím. Có những ngày nó lên peak, như nó lên những cái bất thường như này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đã phải nghiêm túc, là một lần nữa phải nghiêm túc nghĩ lại làm thế nào đấy để giảm thiểu các cái nguồn ô nhiễm. Đấy, phải có những cái biện pháp mạnh. Chứ nếu mà không thì tôi nghĩ rằng là chắc là một ngày không xa đâu thì cái tình trạng mù mịt như New Delhi ở Ấn Độ trong những ngày này là nó lại hiện hữu. Chúng ta đang nhận thức rất là ít về vấn đề ô nhiễm không khí. Chúng ta có thể nhìn thấy vấn đề rác, vấn đề ni lông, vấn đề về biến đổi khí hậu chẳng hạn. Nó là một cái câu chuyện mà được nói chuyện rất là nhiều ở Việt Nam. Nhưng mà một trong những cái thứ mà chúng ta hít thở hàng ngày, một trong những thứ rất là vô hình nhưng mà nó lại là một cái sát thủ vô hình đối với sức khỏe con người thì chúng ta lại chưa được đề cập tới. Trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, Hà Nội đã trải qua hai đợt ô nhiễm nghiêm trọng. Đợt sau nguy hại hơn đợt trước. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng phản ứng của các cơ quan chính quyền là thụ động và quá ít. Ngoài việc đưa ra công bố hiện trạng chất lượng và một số khuyến cáo quen thuộc, thì chưa thấy có giải pháp cấp bách như cách mà một số quốc gia đã làm khi gặp phải tình trạng ô nhiễm không khí đặc biệt nghiêm trọng.